Sportling. Hôm nay Sportling sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm găng tay không thể thiếu với các bạn trong quá trình tập luyện hay là chơi thể thao. Đó chính là găng tay Outline F104. Như các bạn có thể thấy, hiện tại thì trên tay mình chính là sản phẩm găng tay Outline FS104 màu xám. Mặt trên sản phẩm được thiết kế rất là khô thông thoáng, thoải mái, và ở đây các bạn có thể nhìn rõ những cái lỗ thoát khí của sản phẩm. Đây, các bạn có thể xem. Và ngoài ra còn có logo của thương hiệu sản xuất, đó chính là Outline. Và đặc biệt đối với những các bạn tập luyện thể thao hay gặp phải tình trạng chai tay, phồng tay, thì sản phẩm găng tay HS104 có những thiết kế hỗ trợ cho bạn đến tối đa. Ở giữa phần ngón cái và ngón trỏ có một cái lớp cao su chống chai tay. Mặt dưới của sản phẩm được thiết kế hai lớp đệm dày dặn, và ở đây các bạn có thể thấy là hai miếng chống chai tay đặc biệt dành cho những các bạn mà hay gặp chai tay ở hai cái vị trí này. Ngoài ra, hai miếng đệm này còn có một tác dụng là giúp bạn có thể tháo rời găng tay rất là dễ dàng. Và sau đây mình sẽ làm cho các bạn xem. Hiện tại đối với dòng sản phẩm găng tay HS104 Sportling đang phân phối có hai màu bạn có thể thoải mái lựa chọn, đó chính là màu xám đen và màu xanh đen. Và ở đây bạn có thể thấy quy cách đóng gói sản phẩm được đựng ở trong một bao bì nhựa PE trong suốt. Đây là dây kéo zip, giúp bạn có thể mở ra dễ dàng và lưu trữ sản phẩm dễ dàng, không phải tổn hại đến bao bì. Ở đây chính là sản phẩm thực tế và màu sắc thực tế. Đây chính là màu xanh ở bên mình. Và đây là sản phẩm màu xám. Đây các bạn đã thấy rất đẹp. Và đối với các bạn vẫn còn đang đắn đo không biết sản phẩm này có vừa với kích thước bàn tay mình hay không, thì các bạn cứ yên tâm nhé. Sản phẩm găng tay HS104 của Sportling hiện tại đang có 3 size S, M, L phù hợp với mọi đối tượng, cả nam, nữ, tập luyện thể thao, tay nhỏ hay tay to. Và sau đây là các bạn có thể tham khảo cách chọn size ở bài size trong clip. Các bạn có nhu cầu muốn mua hàng, hãy đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp online bên dưới clip.